sâu không mới đi lên được mới là đẳng cấp. Chứ chúng nó sinh ra để mặc định nó làm sao nó hiểu được cái cảm giác của anh em mình. Ra rồi, mưa và nước mặt, đánh đổi cả bằng máu, hy sinh, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cày tiền kiếm tiền nhiều lúc như con chó thức đêm thức hôm. Làm sao cái bọn nó sinh ra mặc định nó hiểu được cái cảm giác ấy. Mẹ để nó vào hoàn cảnh mình, có khi nó còn nó chó cắn cạn luôn thì làm sao mà khinh con cạch, đúng không mọi người? Từ để cho mấy đằng nó sinh ra mình định xem nó khổ như mình em, thả nó ra xã hội xem nó có sống được không.